Khi yêu thương đủ lớn, mọi sai lầm đều có thể bỏ qua. Lúc mình vô trong này thì ảnh hùng hạp làm ăn lại bị thất bại. Ảnh hay đi uống cà phê, rồi lúc người ta cứ nói ẩm lẫm lăng nhăng bên ngoài, chứ mình cũng buồn. Đàn ông mà mình thường gia trưởng chút mình hay la chút nhăn nhăn vậy thôi, chứ làm sao mà không có tiếng qua tiếng lại. Và sau tất cả là gia đình hạnh phúc. Rồi bây giờ thì con nó lớn rồi, chỉ có hai vợ chồng sống mà. Bây giờ đi đâu cũng vợ chồng. Sau những sóng gió rồi, bắt đầu mình mới nghiệm ra được cái hạnh phúc nó nằm ở đâu. Hai anh chị bây giờ đã có. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng, chủ đề sau tất cả, được phát sóng vào lúc 19h35 phút thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2022 trên VTV9.